Xin chào các bạn. Sau khi về quê ăn Tết và trở lại Sài Gòn, mình quyết định sẽ phóng sinh bớt một số cá beta. Đây là cái số cá còn sót lại sau cái đợt beta pre-năm vừa rồi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu từ cái khu nuôi cá thứ hai. Những cái hồ lẻ lẻ này thì mình đã vớt hết rồi. Ở trong này thì mình mới vừa vớt xong nè, cho nên nước nó vẫn còn độc, chưa có lắng xuống. Ở trong này còn một vài con cá rô khá lớn này nè. Mình nuôi cá bằng bao bo, cho nên là cá rô nó thường xuyên nó lẫn vào đàn cá của mình. Rất may là cái số cá này nó đã sống chung với cá rô, nhưng mà nó không bị cắn chết cũng như không bị ăn thịt. Thì đó là một điều rất là may mắn. Những cái con cá rô trong này đó, như các bạn thấy nó mới vàng móng á, mình sẽ để ở đây mình nuôi nó luôn. Mình sẽ nuôi những con cá rô này cho nó lớn lên để làm kiển, hoặc là nếu mà nó lớn quá thì thịt luôn cũng được. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục coi trong cái hồ cá này nó còn gì để mình cho nó đi luôn, cho nó đông vui. Ở đây cũng còn nè các bạn. Những con này khá ổn nè. Số cá không có nhiều, cho nên là mình sẽ giải quyết nhanh lẹ rồi mình xuống cái khu bên dưới kia. Tiếp theo sẽ là số cá ở cái khu này. Bầy này thì để lại đi. Riêng cái bầy này thì sẽ xem xét cho đi hết. Bầy bên này cũng vậy luôn. Từ đầu ra con cá coi đây nè. Ở đây có mấy con thì cho đi hết luôn. Những con cá này bị bỏ quên lâu rồi, giờ nó tự đẻ con ra mình cho nó đi cả mẹ lẫn con luôn. Mình bỏ vô đây ban đầu chỉ có hai con thôi, một cặp, bây giờ nó đẻ ra được 4-5 cá con gì nữa nè, cho đi hết luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển qua đây và mình nói cái lý do. Trước khi về quê ăn Tết thì cái hồ cá này nó rất là đông, phải khoảng trên 300 con. Mình đã sợ cái đàn cá này để lại thì không có người chăm sóc thì nó sẽ chết đi, cho nên là mình đã chia làm 3 bịch mình đem về quê. Không ngờ trên đường đi về quê thì ra đến địa phận tỉnh Bình Định đứng lại uống nước, thì mình kiểm tra thì thấy cái số cá mình đem về nó đã chết gần hết rồi, chỉ còn lại đâu khoảng 10 mấy con thôi.
Thành ra là vô tình mình muốn cho cái đàn cá đó nó tốt, mà cuối cùng thì mình đã phạm tội sát sinh. Cho nên hôm nay mình muốn phóng sinh để mình chuộc lỗi. Thêm một lý do nữa là những cái con cá nó đã quá đát rồi, nó lớn tuổi rồi, thì mình cũng sẽ phóng sinh luôn. Và những cái con cá không được đẹp thì mình cũng sẽ phóng sinh luôn. Sẽ có một số anh em là nói là sao mà không cho anh em mà để phóng sinh, thì mình cũng nói luôn là mình thì chỉ muốn cho anh em là nó nhiều nhiều chút để cho nó không đáng công, chứ còn một vài con lẻ tẻ này thì thật sự là mình không có thời gian. Bây giờ là mình sẽ vớt toàn bộ cái số cá này, cũng như là mình sẽ cho một số cái con cá mà nó đã lớn tuổi, ví dụ những con cá như thế này. Những con cá này thì nó đã ép đẻ một vài lứa rồi, và bây giờ thì nó đã lớn quá mức như thế này, có nuôi nữa thì cũng không ép đẻ được. Này một con nữa nè. Đây là những con cá máy. Con máy này như các bạn thấy là nó rất đẹp này, chứ không phải là xấu đâu, nhưng mà bây giờ thì nó quá bự này, không có con trống nào mà ép nổi nó đâu. Cho nên là mình sẽ đưa nó đi phóng sinh luôn. Ngoài ra thì cái dàn cá lên keo này, một số con xấu xấu thì cũng sẽ lên đường luôn. Xấu xấu và bự con thì sẽ lên đường. Cũng khá đông đó các bạn. Ở trong đây nữa nè. Rồi bây giờ để khỏi mất thời gian của các bạn thì mình sẽ tạm dừng ở đây để mình bắt cá, rồi xong rồi mình sẽ tiếp tục khi mình xách cá đi. Đang làm mà có khách rồi, máy nó hết pin. Giờ mình sạc pin cũng tương đối rồi, mình tiếp tục nha các bạn. Những con cá này nó quá lớn tuổi rồi nè, mình sẽ cho nó đi hết luôn. Coi bộ cũng bộn rồi đó các bạn, mình sẽ lấy thêm một số nữa. Đây là nguyên một cái bầy rồng lai. Do con cá trống là con rồng vàng, mình đã lai ghép với một con máy thường khác để mình nghiên cứu về cái sự giống nhau giữa cá con và cá cha mẹ. Đây bài này chắc mình cho đi hết luôn, cũng được vài chục con thôi, mười mấy hai chục con vậy thôi. Cái này cũng không nên tiếc làm gì. Rồi khá xôm tụ rồi đó các bạn, chắc khoái được hơn 100 con này nè. Cái số cá này sẽ được phóng sinh để mình chuộc lỗi một phần nào mình đã vô tình sát sinh cái số cá mình đem về quê. Rồi bây giờ thì mình sẽ xách nó đi ra đường, chỗ nào nó có sông nước mà nó thông dòng thì mình sẽ thả nó xuống đó. Rồi đi nha các bạn. Mình đã tìm được cái địa điểm tốt cho cái bầy cá mình phóng sinh ở đây các bạn.
đây là cầu An Hạ nối giữa Hóc Môn và Củ Chi, nó cách nhà mình khoảng 10 cây số. Cái mình chọn cái kênh này bởi vì cái tên nó hay, và đây cũng là một cái kênh rất là lớn nối ra sông để cái đàn cá mình nó có cơ hội nó đi xa. Như các bạn thấy ở đây là một vài cái bèo tai chuột nè và bèo lục bình nè, nó sẽ là cái môi trường sống tốt cho cái số cá này. Lúc trước thì ở gần nhà mình có một bà cụ hàng xóm, bà hay đi chùa, bà đòi xin cá của mình, bà đi phóng sinh, nhưng mà mình đi mua những cái con cá mồi về cho bà phóng sinh. Còn kỳ này thì chính mình sẽ cho cái đàn beta này đi phóng sinh để mình chuộc cái lỗi mình vô tình mà sát sinh hôm trước đó. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái đàn cá này nó về sông. Rồi, như các bạn thấy là số cá beta này đã về xong hết rồi. Rồi, đi được không? Nó chưa quen là từ từ nó sẽ đi thôi. Rồi, mình làm cái việc này chủ yếu là để giống như là mình sám hối thôi, để giải oan cho cái số cá mà mình đã vô tình mình làm chết khi đem về quê. Rồi đi đi con, tạm biệt đại cá. Rồi giờ mà đi về thôi. Clip này thì chủ yếu là ghi lại hình ảnh thôi, không có chia sẻ gì. Rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.